Chào tất cả mọi người lại đến với video của em nhé. Đây thì nay em quay cho anh em quay cho mọi người xem là những cái sản phẩm bên em đang đang trong quá trình làm nhé. Đấy, hàng đang trong quá trình làm nhưng mà em vẫn quay cho mọi người xem là hàng nó như thế nào. Đấy, như cái tấm này á, hiện tại nó đang là hàng bìa anh em nhé. Tại vì cái tấm này thì em sẽ để bìa nguyên ấy cho mọi người luôn. Thì cái bìa tại sao mà nó có màu trắng như thế này thì bên em là đã tẩy ra để tẩy cho nó bớt cái tạp chất chứ không có bào trà gì hết nhá. Này, như cái cặp bên này thì nó còn nguyên xi này, chưa tẩy chưa gì hết. Còn cặp bên này thì bên em đã tẩy rồi. Đấy. Thì hiện tại cái tấm này nha, tấm này hiện tại thì mặt dưới của nó này, em sẽ đo cái thước cho mọi người nha. Mặt dưới của nó là 1.6. 1.6 đều hết nhá. Còn chiều dài này, chiều dài đang là 20 nhé, chiều dài đang mà đang là 20 đấy. Còn chiều dài này, chiều dài đang là 3 mét, gần 3 mét 4, nhưng mà em cho cắt đầu đuôi thì còn 3 mét 3, có thể là hơn đấy. Còn cái mặt tiền này, nói chung là hàng này là quay mộc thực tế cho mọi người luôn chứ không, chứ còn không có phải là đợi phải hoàn thiện. Nói chung thì cũng một số video thì em vẫn quay thì có một số hàng có cũng đây, ở đây là 1.9 nè, hơn 1.9 nè. Nói chung tấm này phe cạnh là 1.90, là em tính 1.90, dài 20, bây giờ là 3.3 đấy. Hàng này bảo đảm là đẹp cho mọi người luôn, 1.9 phe cạnh, hàng đẹp cho mọi người, bao đẹp hai mặt luôn nhá, bao đẹp hai mặt luôn, quay thực tế cho mọi người luôn. Thì cái bộ này nếu mà anh em mà thích chí nữa thì em sẽ để giá là 80 triệu làm 3 ship. Cái này á là nhiều người bảo là sao đắt thì em nói thật luôn, cái hàng này là nó dài tới 3.3 chứ nó không phải là 3 mét hay là 3.1 gì hết, nó dài tới 3.3. Và hàng này là quay thực tế hàng mộc luôn, mọi người có thể nhìn thấy nè, lỗi là không có lỗi luôn đấy. Còn như mọi người á, mọi người mua ví dụ mua những hàng ở những nơi khác á thì đấy, có thể người ta cũng bán cho các bác là tấm như thế này nhưng mà nó lỗi hay là gì ấy thì bữa nay mọi người mua hàng là mọi người nên mua hàng trực tiếp qua video, gọi video trực tiếp hoặc bảo người ta quay video người ta gửi. Đấy là hình mộc nha, bởi vì bữa nay là hình mộc nhá, bữa nay hình mộc ví dụ người ta chụp ví dụ bị tim này, ví dụ bị tim hay là bị nứt nhá, người ta xóa được hết, người ta xóa người ta chỉnh lại được hết, nhưng mà còn khi mà người ta quay video á là người ta không có chỉnh lại được. Đấy, đấy là một điều khi trước khi anh em mua hàng của những nơi khác đấy, bởi vì bữa nay hình ảnh là người ta chỉnh được hết. Là mọi người bây giờ ví dụ một cửa hàng đấy, người ta gửi hình mộc mà người ta chỉnh sửa rồi thì đấy, thì các bác đấy là cái hình mộc của tấm đấy, không lỗi thì các bác là đã có đủ tự tin để các bác mua tấm đấy rồi. Nhưng mà nếu mà cái chủ cơ sở đấy nếu mà chỉnh sửa hình ảnh thì có thể các bác có thể là mua trúng hàng tim, hàng lỗi rất là nặng luôn, nhưng mà giá tiền thì vẫn rất là cao luôn. Còn cái này là em báo giá thì nói chung đẹp thì em báo giá nói chung là bình ok cho mọi người. Còn nhiều tấm á, còn ví dụ như nhiều tấm lỗi, em bán giá lỗi cho mọi người luôn. Như hiện tại bây giờ em đang có một cái tấm 2m2 dài 25 phân, dài 3m2. Tấm ấy em bán giá chỉ có 93 triệu làm 3 ship cho mọi người. Mọi người nên biết là rộng 2m2 vuông thì so với kích thước đấy nhá, giá nó bình thường là nó cả 200 triệu, hơn 200 triệu là rất là bình thường luôn. Nhưng mà tấm đấy thì em bán, nói thật người em bán giá chỉ dưới 100 thôi. Đấy, mọi người nếu mà quan tâm tới tấm đấy á thì có thể là cái bạn qua Zalo gọi video trực tiếp, trong quay trực tiếp cho mọi người luôn. Đấy, chứ không phải là sao bên này bán đắt thế. Thì nếu mà mọi người muốn hàng rẻ em cũng có hàng rẻ cho mọi người luôn, nhưng mà hàng rẻ thì nó sẽ có lỗi nhá. Đây, và bây giờ tiếp tục để em quay cho mọi người hai tấm này cũng là phe cạnh luôn. Đấy, hai tấm này cũng là phe cạnh, tại vì một tay quay một tay thành thức thì nó hơi khó một tí nhá. Tấm này thì hiện tại mặt bên này
đang là 1m65, mặt dưới là 1m65 nữa. Cái này là mặt dưới, tại vì tại sao mà mọi người có thể nhìn thấy đốm đen này, nó có đốm đen này, tại vì cái lúc xẻ ra thì bên em nói chung thì nó có dính nhớt một tí, thì nó có biết cắt á, thì thợ bên em thì nó chỉ có trà với lại bào cho nó đỡ mất cổ đi thôi, rồi thợ em lên mặt tiền thì thợ em mới bắt đầu bào phẳng mặt đi, thì nó sẽ nói chung là nó sẽ đỡ tốn gỗ, thì gỗ càng dày thì nó càng tốt cho mọi người nữa, nhưng mà mặt tiền thì bắt buộc là phải bào dày rồi. Đây, còn bên này là 1m7 này, đấy rất là to luôn. Còn chiều dài nữa, chiều dài đang là 3m60, 3m60 thì quá là dài luôn mà, quá là ok luôn. Tấm này nếu mà có thước dài được 3m60 quá là ok luôn, không còn gì phải bằng nữa. 3m60 nhưng mà em làm thì chắc còn tầm cỡ 3m50 thôi nhá. Ở đây là em sẽ trừ hao đi trước, để chứ bây giờ báo mọi người 3m60 tới lúc làm không được thì rất là khó. Đây, còn mặt tiền này, mặt tiền gần 2m luôn, mặt tiền gần 2m. Bên này thì em sẽ cho nó thò ra một tí. Bên này là 2m nhé, 2m này. Trong tấm này thì nó cũng dài 20 phân nữa. Đấy, thì anh em nào nếu mà quan tâm thì cứ gọi điện hỏi tấm nào thì em sẽ bắt đầu tư vấn cho mọi người nhé. Tại vì bây giờ em quay một số hàng để cho anh em tham khảo, thì anh em xem có tấm nào ưng ý thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đây là bây giờ em quay trước cho mọi người xem những tấm phe này. Đấy, cái này là hiện tại đang phe là 1m95, không, mặt nhỏ nữa, mặt nhỏ đang là 1m95 nữa, mặt nhỏ đang là 1m95. Để em đo trong cái đầu bên này, đo hai đầu thì mới chuẩn được. Em sẽ lấy cái đầu nhỏ để mà kè vuông nhé. Cái này 1m93, thì nói chung cái này nếu mà vuông thành sắc cạnh thì tầm 1m9 nhé, tầm 1m9 nè. Còn để em đo mặt tiền này, mặt tiền là 2m2 nữa. Nãy em kéo nhưng mà nó chặt thước ra, nhưng mà tới lúc em kéo tới đây là 2m2 nè. Chiều dài là 20 nè. Đấy, hàng này là hàng mọc hết tất cả cho mọi người luôn. Rồi, bây giờ cái đầu này là nó bị xéo nè, xéo vì góc độ này nó nhỏ hơn nè. Thì em sẽ lấy góc nhỏ đo cho mọi người xem luôn. Cũng 3m65. Nói chung thì cứ làm từ đầu từ đuôi thì cho còn 3m5 nha. Và đây, còn cái này là tấm này là đã ke vuông rồi nha, đã vuông rồi, vuông thành sắc cạnh rồi. Đây, những cái hàng nói chung thì em quay tất tật cho mọi người luôn, quay hàng mọc cho mọi người luôn, chứ không phải giấu giếm cái gì cả. Đấy, đây là hàm mọc này. Đây, cái đầu này thì nó thợ nó bào nó hơi bị ấy một tí, này là có chắc một ít kêu, chứ cái đây là hàng, đây là hàng bảo đảm mà vuông thành sắc cạnh cho mọi người nhé. Đấy, tấm này cũng vậy nè, tấm này cũng vuông thành sắc cạnh luôn này. Nói chung hiện tại những cái tấm vuông ở đây thì đa số đều là 2m hết nhé. Tấm này thì chắc tầm 1m9 này. Ui, 1m9 mà 2m luôn mọi người ạ, 2m luôn. Đấy, thì nói chung thì em chỉ quay tới đây thôi. Đấy, nói chung hàng mình em rất là nhiều luôn. Đây nè, hàng còn mọc nguyên này, chưa cắt bỏ gì hết. Đây, bảo đảm mọi người mua hàng mình em bảo đảm là thật 100%. Thật 100% là em nói ở cái gì, là khi mọi người mua hàng ấy thì em sẽ báo thật 100%, chứ không phải là những nơi khác thì người ta, ví dụ người ta bán lừa thì người ta bán giá rẻ thì ok rồi. Còn cái này thì em thì bán thật thì nó cũng rất là khó cho em nhé. Thì nếu chung giá rẻ thì em sẽ có hàng rẻ cho mọi người nhé, chứ không phải là tại sao bên em tấm nào cũng đắt, thì nói chung là không có cái đấy đâu. Đấy, thì mọi người nếu mà ai quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 0333 88719 nhé. Rồi, em xin kết thúc video ở đây nhé.